2021, Ban Thư vụ Đoàn xã tổ chức giải bóng đá nam nhằm đẩy mạnh hoạt động rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, tổ chức hoạt động thể thao thiết thực chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành lập chi bộ Quỷ Hòa và năm thanh niên, cổ vũ trong Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các ban ngành đoàn thể, các đồng chí đại diện cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các nhà đại tơ, các cổ động viên và toàn thể cầu thủ của mặt tại buổi lễ ngày hôm nay. Tham gia tranh tài từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 31 tháng 8, đây là giải phong cao. Thank you.